Vâng ạ. Thanh Vân à, em tỉnh lại rồi, anh mừng quá. Xích một chút nữa thôi là em không gặp được anh rồi. Em nhớ anh lắm. Thanh Vân à, em còn yếu lắm. Qua kia ngồi đi anh. Em ngồi xuống đi. Thanh Vân à, em có biết là anh đau lòng tới mức nào không? Sao em lại hành động điên rồ như vậy? Thật sự lúc đó em cũng không hiểu sao em làm như vậy nữa. May là bây giờ em không sao rồi. Người tốt luôn được ông trời che chở mà, phải không anh? Lúc này mà em còn đùa giỡn được sao? Ngày nào anh cũng tới đây hết, nhưng thời gian được chạm vào em thì thật là hiếm hoi. Anh chỉ biết là đứng ngoài kia lén nhìn em mà đứt từng đôi ruột. Rồi lỡ em không tỉnh lại, anh vẫn đứng từ xa để nhìn em sao? Ngay từ lúc biết tin em bị tai nạn, anh đã lập tức chạy tới. Anh muốn mặc kệ mọi thứ, chạy tới ôm em trong tay. Nhưng mà người của tổ chức đã cản anh lại. Họ cam đoan làm sao qua khỏi. Họ đã khuyên anh dữ lắm, anh mới dằn lòng, không làm lộ mối quan hệ của tụi mình. Trong lúc mơ màng, em nghe những lời động viên của anh. Là thật hay chỉ là tưởng tượng của em thôi hả anh? Là thật mà. Mỗi khi lén vào được với em là anh. Thôi, anh không thể ở lâu được nữa. Khi nào mà em thật khỏe, tụi mình sẽ gặp nhau để nói chuyện nhiều hơn nha em.